cô giáo chính Zoom cũng tay bắt tay đón học trò vào lớp. Những ngày này, mạng xã hội lan truyền đoạn clip ghi lại cảnh một cô giáo mầm non chào đón trẻ đến lớp theo cách rất đặc biệt. Theo đó, mỗi buổi sáng đến trường, trước khi bước vào lớp, các bé sẽ được lựa chọn một hình thức cho màn chào gọi với cô. Trong menu lựa chọn là những ký hiệu tượng trưng cho hình thức ôm, bó tay, đập tay, cụm tay, chân treo trước cửa lớp. Sau khi xếp hàng, từng bé lần lượt đi vào lớp học. Muốn được cô giáo chào đón theo hành động cảm xúc nào, các bé chỉ cần chỉ tay vào bảng để chọn. Cô giáo mầm non xinh đẹp tươi cười chào đón trẻ khiến dân mạng tan chảy. Trong đoạn clip, cô giáo xinh đẹp với nụ cười tươi tắn thường trực, tràn đầy năng lượng và cũng không kém phần nhí nhảnh, luôn miệng nói, cô chào con đáp lại lời chào của học trò. Còn các cô bé, cậu bé thì phấn chấn, tươi vui ngay khi vào lớp. Sau khi xem đoạn clip, hàng nghìn người không chỉ bày tỏ sự thích thú với màn chào gọi đặc biệt, sáng tạo mà còn dành những lời có cánh cho cô giáo trẻ vì sự năng động, nhí nhảnh và nhan sắc xinh đẹp. Thậm chí, nhiều chàng trai trẻ và cả các ông bố còn không ngần ngại tuyên bố vui rằng từ nay sẽ chăm chỉ đưa con đến trường để được ngắm cô giáo xinh đẹp, tươi tắn. Một vài thanh niên còn ao ước được quay lại thời đi học, hay thắc mắc liệu vào tham quan lớp học thì có được chào gọi cô theo cách này hay không. Cô giáo xinh đẹp khiến các chú cũng muốn đi học trở lại. Thông tin về cô giáo trong đoạn clip nhanh chóng được tìm thấy. Được biết, cô giáo trẻ có tên Trần Thị Huyền, 24 tuổi, hiện đang dạy lớp mầm non tại một trường liên cấp hội nhập quốc tế ở thành phố Đông Hà, Quảng Trị. Ngoài ra, Trần Huyền còn mở lớp dạy múa riêng và là một vũ công của vũ đoàn Thăng Long. Công việc giúp cô giáo trẻ trau dồi kỹ năng nhảy, múa, phục vụ tốt hơn cho nghề giáo viên mầm non. Cô giáo Huyền đã có 3 năm làm nghề nuôi dạy trẻ. Trần Huyền chia sẻ, cô rất vui khi đoạn clip được lan truyền trên mạng xã hội. Mới đây mình có đăng đoạn clip dạy kỹ năng chào gọi theo sở thích của trẻ, thực ra đây chỉ là một trong rất nhiều kỹ năng quen thuộc hàng ngày của mỗi bạn khi đến lớp, không ngờ lại khiến mọi người thích thú như vậy. Sau khi clip này được nhiều diễn đàn mạng chia sẻ, mình được bạn bè tag tên vào nên mới biết. Mình rất vui và bất ngờ, đang xem là niềm tự hào về công việc mà mình đang theo đuổi, Trần Huyền tâm sự. Theo cô giáo Trần Huyền chia sẻ, với các bé mầm non, nhiều em thường ngại ngần, nhút nhát, thậm chí lo lắng, buổi sáng không chịu rời bố mẹ để vào lớp. Do đó, việc giao lưu, chào gọi với cô giáo theo cách mới, thay cho cách chào gọi khô cứng thông thường là khoanh tay, cúi đầu giúp các bé cảm nhận được tình yêu thương, gần gũi mà cô giáo dành cho mình. Từ đó, các em sẽ tự tin hơn và thích đi học hơn. Kỹ năng này mình chỉ mất khoảng 30 phút hướng dẫn là bé đã làm được, các con rất hào hứng thực hành mỗi ngày. Nhiều phụ huynh cũng ủng hộ và phản hồi về sự thích thú và hứng khởi của các con với màn khởi động buổi sáng thú vị. Không chỉ ủng hộ cách chào gọi đặc biệt, sự thân thiện, nụ cười tươi tắn cùng nhan sắc xinh đẹp của cô giáo chính cũng chiếm được cảm tình của dân mạng. Cô giáo xinh đẹp trải lòng về sự hiểu nhầm của phụ huynh với nghề gõ đầu trẻ. Như bao cô giáo mầm non khác, cô giáo chính Trần Huyền đến với công việc vì yêu nghề, mến trẻ. Đó chính là động lực để Huyền vượt qua những vất vả trong công việc tưởng dễ mà khó này. Nếu nghĩ cô giáo mầm non là công việc nhẹ nhàng, không áp lực, chỉ cần múa hát, kể truyền, ngâm thơ cho học trò nghe thì quả thật thiếu sót. Theo Trần Huyền, một ngày của cô bắt đầu từ sáng sớm đến chiều tối, không lúc nào ngơi nghỉ, làm cô giáo đều như vậy cả. Sáng 6 giờ dậy, 6 rưỡi 7 giờ đến lớp đón trẻ, dạy học đến trưa, ăn xong 11 giờ rưỡi cho các cháu đi ngủ. Cô luôn phải thức để trông nom, đảm bảo giấc ngủ cho các cháu. Khi bé dậy, cho bé ăn quà chiều, học tiếp một chút rồi để các cháu nghỉ ngơi uống sữa, chơi đùa, đợi phụ huynh tới đón. Tối về thì thức soạn bài. Nói chung là không lúc nào ngơi nghỉ, có hôm rất mệt, nhưng mà quen rồi. Một ngày vắng đi tiếng cười của lũ trẻ, không nhìn thấy chúng, chơi đùa với chúng, mình cảm giác còn buồn và mệt hơn, nhớ trò lắm. Tuy rất tận tụy, tâm huyết, nhưng đôi khi áp lực từ phía phụ huynh và dư luận khiến các cô giáo trẻ đau đầu.
đã từng có rất nhiều vụ việc đáng tiếc xảy ra liên quan đến việc giáo viên bạo hành trẻ khiến xã hội lên án gay gắt. Từ đó các ông bố, bà mẹ cũng nảy sinh tâm lý nghi ngờ cô giáo. Bản thân mình cũng chứng kiến chuyện này chuyện khác nên phải rút kinh nghiệm bản thân trong việc hình thành phương pháp nuôi dạy trẻ đúng đắn. Dạy trẻ chắc chắn phải đối mặt với lúc các con hư, bướng, không nghe lời, cư xử sai, phải dùng roi giọt, nhưng trong giới hạn cho phép, như bố mẹ ở nhà lúc nào cáu quá thì đánh vào mông con một hai cái cho chúng nhới, không ảnh hưởng đến sức khỏe và tâm lý của trẻ. Nhưng không phải phụ huynh nào cũng hiểu và đồng tình với điều đó. Một số phụ huynh thấy cô quát mắng trẻ, chưa động chạm gì đã lên tiếng gì xót con. Trẻ con chơi với nhau hay cào cấu nghịch ngợm, cô giáo không biết, về nhà phụ huynh nghi ngờ. Tuy đối diện với nhiều khó khăn, nhưng cô giáo chính vì yêu nghề, mến trẻ vẫn hạnh phúc gắn bó với công việc mình đã lựa chọn. Nuôi dạy trẻ là công việc vất vả, nhưng bù lại, nhìn ngắm các con cười nói hồn nhiên thì cô giáo nào cũng thấy hạnh phúc. Cô giáo trẻ cũng chia sẻ nhiều kinh nghiệm tự đúc rút được sau 3 năm, cô giáo vẫn là người bình thường thôi, bọn mình không có năng lực đặc biệt gì cả, nên cũng vất vả như ai khi phải xoay sở trong một lớp học đông đúc. Các bé mẫu giáo khác với lứa tuổi tiểu học, trung học, ở giai đoạn phát triển đầu đời, vẫn còn như tờ giấy trắng, hồn nhiên trong sáng lắm, nên mình phải biết yêu thương chúng thật lòng mới hiểu được tâm lý từng bé. Trẻ sai thì mình phạt công bằng, để con xin lỗi bạn. Chúng buồn một tí rồi lại quên luôn, hồn nhiên chơi đùa với nhau, không nhất thiết phải nặng nề. Mình thích nhất là những lúc dạy các bé hát, múa, kể chuyện, đưa bé đi dã ngoại, khám phá môi trường xung quanh, học văn thơ, tô màu. Các con chăm chú trò mò, đáng yêu lắm, mà ngoan hơn hẳn. Học mà chơi, chơi mà học, phải gây được hứng thú cho trẻ thì chúng mới chú ý tiếp thu. Mình từng có nhiều học trò cứ gọi cô là mẹ Huyền, dù chưa có gia đình nhưng cảm giác vẫn hạnh phúc lắm. Hoặc có hôm bị ốm, mệt nhưng vẫn cố đi dạy, đến lớp các con cứ quấn quýt hỏi thăm, rồi bóp vai, xoa đầu cho cô đỡ ốm. Vất vả là thế, nhưng có lẽ chính tình yêu thương dành cho trẻ em và tình cảm cô trò gắn bó là động lực giúp cô giáo chính gắn bó với công việc này.